một đám bị người truy tại trong vũ trụ chung quanh lưu lạc tiểu nhân, ngoài ý muốn phát hiện lam tinh như vậy một cái thế ngoại đào nguyên. một Năng lượng tinh thạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, báo cáo hạm trưởng, mục tiêu tinh cầu đã quét hình xong, xâm lấn Internet thu thập được tư liệu đã truyền tống tới chủ não, cái này tinh hệ gọi đồng hà hệ, cái này tinh cầu gọi lam tinh, sinh hoạt trí tuệ sinh vật tự xưng nhân loại, là nguyên thủy khoa học kỹ thuật văn minh, toàn bộ tinh cầu sinh hoạt có 8 ức nhân loại. Chủ não dùng tộc ta DNA cùng 10 cái tiểu đội thu thập hơn 1.000 phần bất đồng màu da lam tinh nhân loại DNA mẫu vật tiến. Hành so sánh cho ra được. Nhân loại các loại tỷ lệ thu nhỏ lại 26 lần sau cùng tộc ta thân cao hình thể gần nhất. Chủ não còn phát hiện một cái gọi hoa quốc khu vực thu thập DNA cùng tộc ta DNA có chút tiếp cận, hạm trưởng tộc nhân của chúng ta hoàn toàn có thể ẩn núp ở tinh cầu này, qua vài ngày yên ổn sinh hoạt, mặt quân trang nam tử nói ra, nam tử nói xong an tĩnh đứng, nhìn bóng lưng hạm trưởng có chút còng xuống, chờ đợi quyết định cuối cùng của hạm trưởng, hạm trưởng nhìn tinh cầu màu lam ngoài cửa sổ, do dự một lát sau kiên định nói. Andre, đây có thể là cơ hội cuối cùng của tộc nhân, phóng đi. Vâng, hạm trưởng, ngài yên tâm, sau khi thu nhỏ lại, bọn họ có thể đạt được thân thể khỏe mạnh hơn, tuổi thọ dài hơn, còn có cơ hội thức tỉnh dị năng, bọn họ sẽ cảm tạ chúng ta, Andre an ủi hàm trưởng, nói xong xoay người đi chấp hành mệnh lệnh. Andre đi vào phòng điều khiển, tất cả mọi người trong phòng điều khiển đều nhìn hắn, chờ mong tin tức hắn mang đến, Andre liếc mắt nhìn tộc nhân các cương vị bận rộn hai ngày, hưng phấn nói. Mệnh lệnh của hạm trưởng là Phóng ra Mọi người trong phòng điều khiển phát ra một trận hoang hô, rốt cục không cần lưu lạc nữa quá tuyệt vời. Phi thuyền tầng dưới chót nhất, mấy quân nhân hộ tống một cái đặc thù tài liệu làm rương, tiến vào một gian dùng đồng dạng tài liệu bao vây phòng phóng, đội trưởng cẩn thận ông ra một khối có hắn nửa người cao màu đỏ tinh thạch, dù là hắn là lực lượng người thức tỉnh cũng có chút cố hết sức. Mấy người sắp xếp tinh thạch xong nhanh chóng lui ra ngoài. Báo cáo, tinh thạch đã đặt xong, nhận được báo cáo, Andre gật đầu với người điều khiển người điều khiển nhấn nút phóng đặc biệt nhất ở góc trên bên phải bàn điều khiển một luồng năng lượng vô hình từ dưới đáy phi thuyền tàn hình lơ lửng ở phía trên lam tinh bắn về phía lam tinh chậm rãi triển khai kéo dài bao vây toàn bộ tinh cầu năng lượng trầm xuống xuyên qua khí quyển cuối cùng dung nhập vào không khí thổ nhưỡng cùng trong nước người trên phi thuyền cũng không phát hiện vừa dung nhập không khí thổ nhưỡng cùng trong nước tinh thạch năng lượng đột nhiên bị cái gì hấp dẫn toàn bộ hướng lam tinh nơi nào đó vọt tới năng lượng đã được tích hợp vào ngôi sao màu xanh, máy dò không thể phát hiện dấu vết và ngôi sao màu xanh sẽ không được theo dõi, một nhà điều hành báo cáo. Dựa vào năng lượng của viên tinh thạch này, nhân loại lam tinh bao lâu sẽ thu nhỏ lại? Andre hỏi. Dùng thời gian của Blue Star để tính toán phải mất 24 giờ, 24 giờ sau sẽ có lại vào khoảng thời gian toàn thân họ thư giãn nhất, người điều khiển trả lời. Thả lỏng nhất là lúc nào? An Đức Liệt khó hiểu phốc nghe bên cạnh một cái tóc quan nữ nhân viên điều hành vừa cười vừa nói quân trưởng chính là bọn họ lúc ngủ lúc ngủ toàn thân cơ bắp thả lỏng hoàn cảnh cũng tương đối an toàn thì ra là dép an đức liệt vừa nói xong thiết bị báo động tích tích vang lên quân trưởng vừa rồi tinh thạch có năng lượng tràn tán người uyên đuổi tới nhân viên điều khiển lo lắng nói neo tọa độ lam tinh lập tức rời khỏi nơi này chuẩn bị nhảy lên chúng ta trước tiên mang đám rác rưởi này rời khỏi tinh hệ này, Andre quyết đoán hạ lệnh. Phi thuyền nhanh chóng rời khỏi Lam Tinh, một trận hào quang chói mắt hiện lên, phi thuyền biến mất ở mảnh tinh hệ này. Blue Star Hoa Quốc Nam xuyên thành phố Cẩm Xuyên tháng 2 năm 2024 lễ hội đèn lồng cách thành phố Cẩm Xuyên 20 km về phía đông bắc, bảo tàng di chỉ tinh đóng, sáng sớm một ngày mới đã có du khách xếp hàng chờ khai trương. Mẹ ơi, con đoán di chỉ tinh đóng là nơi sinh sống của người ngoài hành tinh, bọn họ nhất định là ở đây chán rồi, chuyển đến hành tinh khác rồi, một cậu bé 6,7 tuổi, đeo mặt nạ vàng ở các cửa hàng nhỏ xung quanh viện bảo tàng, ngồi trên vai bố, nói với mẹ xếp hàng phía trước. Du khách xung quanh nghe trẻ con nói cũng không nhìn được nở nụ cười. Mẹ đứa bé nghiêm túc nhìn cậu bé nói. Đúng vậy, bọn họ có thể đã chuyển nhà, vậy cục cưng chờ một chút đi vào phải quan sát thật kỹ, xem người ngoài hành tinh có để lại manh mối cho chúng ta hay không vạn nhất tìm được cục cưng lớn lên có thể ngồi phi thuyền vũ trụ đi tìm bọn họ ừ ta khẳng định hảo hảo quan sát tiểu nam hài trịnh trọng hứa hẹn ba đứa nhỏ cưng chiều cười nhìn mẹ đứa nhỏ mẹ đứa nhỏ nghịch ngợm nháy mắt với nó du khách cùng nhau xếp hàng cười nhìn gia đình ba người có tình yêu này tương tác bên ngoài viện bảo tàng rất náo nhiệt bên trong viện bảo tàng cũng rất náo nhiệt rất nhiều nhân viên đang bận rộn kiểm tra văn vật của các tủ trưng bày một nữ nhân viên công tác đi ngang qua tủ trưng bày bánh xe mặt trời cảm thấy bánh xe mặt trời hôm nay hình như có chút không giống sao nhìn mới một chút chứ đang muốn nhìn kỹ chợt nghe thấy đồng nghiệp bảo cô nhanh chóng đi ký tên chuẩn bị mở hội trường cô quay đầu đáp ứng một tiếng quay đầu lại nhìn thái dương luân lại cảm thấy không khác gì bình thường cô hoài nghi mình hoa mắt nhanh chóng làm xong kiểm tra ký tên viện bảo tàng mở cửa du khách lục tục vào viện bảo tàng tham quan các loại văn vật mỹ lệ bên trong. Một nhà ba người đặc biệt có tình yêu kia cũng theo dòng người đi vào, mẹ ơi, người đại lập, cậu bé đeo mặt nạ phấn khích nói, tìm thư quyển www.giaosusun.com, con có biết nó đang cầm gì trong tay không, người mẹ hỏi. Con biết, là ngà voi, cậu bé tự tin nói. Em bé thật tuyệt vời, mẹ cậu bé khen ngợi, cậu bé được khen ngợi càng tự tin hơn một tay dắt mẹ một tay dắt bố bảo họ nhanh lên cậu bé đến giới thiệu văn vật cho họ người một nhà vừa đi vừa tham quan chỉ chốc lát sau đã đi tới tủ trưng bày bánh xe mặt trời người trước tủ trưng bày quá nhiều cậu bé sốt ruột liền dắt cha mẹ đi tới phía sau tủ trưng bày từ phía sau có thể nhìn thấy mặt trời đến phiên mặt sau cậu bé hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy mặt sau bánh xe mặt trời có rất nhiều vết nứt bố ơi bánh xe mặt trời vỡ rồi cậu bé chỉ vào vết nứt lo lắng nói với bố bố cậu bé cúi xuống quan sát một chút rồi nói với cậu bé không sao đâu đây là hình dáng của nó lúc khai quật mặt sau chỉ là chưa sửa chữa không phải sắp vỡ rồi tất cả văn vật con nhìn thấy ở bảo tàng đều là hình dáng sau khi sửa chữa hiểu chưa thì ra là như vậy cậu bé yên tâm đi thôi chúng ta lại vào bên trong xem ba đứa bé ôm lấy cậu bé mang theo mẹ đứa bé tiếp tục tham quan văn vật còn chưa thấy phía trước tủ trưng bày bánh xe mặt trời người đến người đi nhưng không ai nhìn thấy, vết nứt vừa rồi bị cậu bé phát hiện, đang lan tràn với tốc độ chậm chạp. Cách đây không lâu, Thái Dương Luân bị năng lượng tinh thạch trong không khí kích hoạt, bản năng muốn thôn phệ cổ năng lượng này để cường đại chính mình, chỉ là nó không có linh trí, không thể xu lợi tị hại, phân tích không ra năng lượng này căn bản không phải nó có thể thôn phệ, chỉ là y theo bản năng đem toàn bộ chúng nó hấp thu vào trong cơ thể mình, hiện tại nó không có cách nào lấy cổ năng lượng này, vết nứt của Thái Dương Luân càng ngày càng nhiều, từ khe hở vết nứt, có một tia năng lượng. Tràn ra, dung nhập vào không khí thổ nhưỡng cùng trong nước chung quanh, cổ năng lượng này lấy Thái Dương Luân làm trung tâm, càng truyền càng xa. 2. Bận rộn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, thị trấn La Phụ cách nội thành thành phố Cẩm Xuyên 50 km, là một thị trấn du lịch cổ kính, lưng núi dựa vào nước, cầu nhỏ trong thị trấn chế tạo cảnh sắc hợp lòng người người bản địa phải dựa vào mở cửa hàng buôn bán đem cuộc sống trôi qua vô cùng náo nhiệt đặc biệt là sau khi một tập đoàn khách sạn đưa ra thị trường trong tỉnh khai phá một khách sạn suối nước nóng ở thị trấn la phù thị trấn la phù lại càng nổi danh hà hiểu sinh viên năm nhất khoa phát thanh đại học c thành phố cẩm xuyên vốn hôm nay nên trở về trường thế nhưng hôm nay tết nguyên tiêu chính quyền thị trấn la phù tổ chức biểu diễn pháo hoa toàn bộ khách trong trấn chật ních phòng trọ nhà cô cũng đầy ắp nhà hàng cũng bận rộn, mẹ biết hôm nay cô trở về trường cũng không có tiếc liền bắt tráng đinh của cô. Sáng sớm thức dậy tiễn khách trả phòng, Hà Hiểu hỗ trợ dọn dẹp phòng, bận rộn cho tới trưa, giữa trưa lại đến nhà hàng hỗ trợ, chờ ngồi xuống ăn cơm trưa đã 2 giờ chiều. Trong phòng ăn bày hai bàn, đều là thân thích tới hỗ trợ. Ba Hà là đầu bếp chính của nhà hàng trong nhà, tài nấu nướng rất tốt, vóc dáng cao 1M73, hơi mập mạp, vẻ mặt tươi cười, là một người tốt tính tình, mẹ Hà là một người hùng hùng hổ hổ, việc làm ăn trong nhà được bà xử lý rất khá. Anh Hà tên là Hà Thần, ở nơi khác học trường quân đội, năm nay học năm ba đại học, hai năm trước đều ở lại trường trực nhật không trở về ăn Tết, năm nay trở về liền ở lại thêm vài ngày. Mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phím về mạng biểu diễn pháo hoa buổi tối, Hà Hiểu nhìn anh trai hơn nửa năm không gặp lại cao lên, có khí chất quân nhân thiết huyết, trong lòng hâm mộ không thôi hà hiểu dời ghế dựa tới gần hà thần nhỏ giọng hỏi anh quân trang thật sự không mang về anh để em thử một chút đi hà hiểu tưởng tượng giống như khi còn bé làm nũng với hà thần hà thần liếc mắt một cái liền nhìn thấu tính toán của hà hiểu nhẹ nhàng liếc cô một cái không mang theo hắn cũng không muốn đem mùi mùi muốn tòng quân tâm lại cho câu ra khó được về nhà đến hắn không muốn bị phụ thân thu thập tổ tiên hà gia là người đi giang hồ tổ gia của Hà Hiểu đồng thủ làm bị thương người, bồi thường hết gia nghiệp tổ tiên lưu lại mới không ngồi tù, bối cảnh người nọ không đơn giản, sợ người ta trả thù sau lưng, tổ gia dùng tình cảm lão nhân mang theo người nhà rời xa tỉnh thành định cư ở thị trấn La Phù dưới sự quản lý của thành phố Cẩm Xuyên. Ông nội Hà Hiểu tổ chỉ có một mình ông nội cô, từ nhỏ đã rèn luyện sức khỏe cho ông, hiện tại ông nội 70 tuổi còn rất trẻ, bình thường đi theo gia đình bác cả Hà Hiểu sau khi ba Hà và bác cả cô sinh ra, đều ghét bỏ luyện võ quá quê mùa không muốn luyện, ông Hà cũng không ép buộc bọn họ. Đợi đến khi các cháu ra đời, Hà Gia Gia nghĩ không thể để cho võ học Hà Gia thất truyền, liền mang theo Hà Thần cùng hai anh họ nhà bác cả rèn luyện, vừa mới bắt đầu vài ngày mỗi ngày đều mệt mỏi ba huynh để nước mắt lưng trồng, cha mẹ đau lòng không chịu được lại không dám phản đối, nhưng Hà hiểu mặc kệ. Trong nhà vốn không có nữ hài tử cùng tuổi chơi, hiện tại ngay cả ca ca cũng không mang nàng đi chơi, nàng khóc thương tâm đều phát sốt, người một nhà không có biện pháp, đành phải mang tiểu nha đầu mới 5 tuổi cùng nhau, cũng không phải hà gia gia trọng nam khinh nữ, mà là tiểu tôn nữ luyện võ quá mệt mỏi chịu khổ. Chờ mấy người dần dần thích ứng tiết tấu, hà gia gia còn dùng phương thuốc tắm thuốc tổ truyền ngâm thuốc cho mấy người, khi đó điều kiện trong nhà cũng không tốt như bây giờ, hà gia gia tự mình hái thuốc không đủ dùng, còn tốn không ít tiền mua dược liệu mấy người từ nhỏ rèn luyện đến khi học trung học nội trú mới ngừng, tuy rằng không luyện thành cao thủ võ lâm, tổ chức thân thể lại cao hơn bạn cùng lứa tuổi một mảng lớn, tường vây bình thường hai bước là có thể đi lên, đại sảnh ca hà hy làm cảnh sát vũ trang, hà thần thì thi đậu trường quân đội, nhị đường ca hà hú thì thích khảo cổ, đang học nghiên cứu sinh, gần đây hình như đang đi theo giáo sư ở di chỉ tinh đóng nổi tiếng thành phố Cẩm Xuyên làm nghiên cứu. Hà hiểu tất đúng là nữ hài tử, luyện cái nửa bình nước, bất quá một người đối phó hai ba người không thành vấn đề hà hiểu thấy anh trai thi đậu trường quân đội mình cũng muốn học trường quân đội cha mẹ bề ngoài ủng hộ sau lưng hy vọng cô đừng thi đậu lão đại học trường quân đội một năm không gặp mặt được mấy lần bọn họ luyến tiếc con gái may mắn điểm thi tốt nghiệp trung học của hà hiểu không đủ chuyện vào trường quân đội mới thôi bảy giờ tối trên bầu trời thị trấn la phù có pháo hoa bay lên không hà thần cùng hà hiểu đứng ở nóc nhà nhà mình quan sát nhìn bờ sông thỉnh thoảng có pháo hoa bay lên, nổ tung, nở ra từng đóa hoa lửa rực rỡ chói mắt, nghe trong miệng em gái thỉnh thoảng phát ra âm thanh hoa. Hoa! Hoa! Hà thần cưng chiều cười cười, em gái nhà mình lớn như vậy, vẫn đáng yêu giống như khi còn bé. Trên nóc nhà của trấn nhỏ đều tu sửa đài ngắm cảnh, hiện tại đều đứng đầy du khách, nhìn hoa lửa trên không trung nở rộ, pháo hoa tuyệt mỹ nở rộ trong bầu trời đêm, cũng nở rộ trong bóng phản chiếu mặt sông, trên trời dưới đất, hồ ứng lẫn nhau toàn bộ trấn nhỏ xa hoa các cặp tình nhân ôm nhau chỉ cảm thấy thắng cảnh nhân gian như thế bọn họ thật may mắn có thể cùng nhau chứng kiến sáng sớm hôm sau ăn điểm tâm hà thần và hà hiểu liền ra ngoài hà thần là ngày kia tàu cao tốc trở về trường hôm nay đặc biệt lái xe đưa hà hiểu đến trường mẹ hà đứng bên cạnh xe dặn dò hiểu hiểu về trường không được thức đêm chơi game một ngày ba bữa phải ăn cơm đúng giờ có nghe thấy không mẹ Hà lại nói với Hà thần. Tiểu thần con lái xe chậm một chút, lúc tìm Thư Uyển trở về thì đến chỗ gì thôi ở chợ tổng hợp kéo hàng về, trong nhà không có bao nhiêu gạo, mẹ đã đặt trước với dì ấy rồi, hôm nay dì ấy bận rộn không có cách nào giao hàng, con tiện đường mang về. Hà thần gật đầu cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hà thần vững vàng lái xe tải trong nhà, dùng một giờ đến cửa đại học C, xuống xe giúp Hà Hiểu lấy vali xuống nói. Vào đi, không có việc gì thì đừng ra khỏi trường học đừng lui tới với người ngoài trường biết không hà hiểu nhìn biểu tình nghiêm túc của ca ca ngoan ngoãn gật đầu nói tuân mệnh thủ trưởng hà thần buồn cười xoa xoa đỉnh đầu em gái đem mái tóc ngắn ngang tai của hà hiểu xoa loạn nói có muốn anh mang lên lầu cho em không không cần em không yếu ớt như vậy anh đi đi ngày mốt lúc trở về trường học chú ý an toàn rảnh rỗi thì gọi điện thoại cho em hà hiểu nói lung tung Hà Thần nhìn Hà Hiểu vào cổng trường mới lên xe rời đi. Hà Hiểu đi chính là cửa tây, từ cửa này đi vào đi qua một rừng cây tử kim hoa, đi về bên phải, vòng qua một sân bóng đá liền đến tòa nhà nữ sinh số 6, Hà Hiểu không tốn sức liền đem vali lên lầu 3, mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy bên trong một mảnh tiếng cười, cầm chìa khóa mở cửa vừa thấy bạn cùng phòng đều đến đông đủ. "À, Hiểu Hiểu cậu đến rồi, sao không gọi điện thoại, chúng tôi đi giúp cậu lấy hành lý a." À? nói chuyện chính là bạn cùng lớp của hà hiểu tiếu thất thất buộc đầu viên thuốc ánh mắt cười thành hai cái trăng lưỡi liềm công công, hơn nửa hai cái vòng lê trên má cô đặc biệt đáng yêu không cần hỗ trợ vũ lực của ta đáng giá ngươi còn không biết đến nếm thử mẹ ta làm lạp xưởng rất thơm hà hiểu đem túi đặt ở trên bàn học của mình ngồi sổng xuống mở ra rương hành lý rương hành lý một nửa chứa quần áo cùng đồ dùng giặt giũ một nửa dĩ nhiên tất cả đều là ăn nàng đem lạp xưởng thịt khô Hạt dẻ hoa tươi, toàn bộ lấy ra, ở trên bàn chất một đống. 3. Trở lại trường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon window, Aspigon, push, ha ha, tất cả mọi người mang theo đồ ăn đến, lấy tới đặt cùng một chỗ đi, của chúng ta đều ở trong cái rương kia, chúng ta nhanh chóng ăn sạch, đừng gọi chuột tiếng vào. Trần Di vừa nói vừa chỉ chỉ ban công cạnh cửa một cái thùng giấy, nàng sợ nhất chuột, cũng đừng gọi vào ta mang theo hai bao nhập khẩu kẹo liền đặt ở cửa trên giá thích ăn tự mình lấy nha trương nhã từ phía trên thò đầu ra nói ta từ hôm qua bắt đầu liền có chút không thoải mái các ngươi thu thập đồ đạc đi ta ngủ một lát đúng rồi buổi chiều muốn kiểm tra phòng ngủ đồ đạc của mình thu thập tốt nha ba cô gái liếc mắt nhìn nhau cả một trận chiến hoang mã loạn đem vật phẩm không nên xuất hiện đều giấu kỹ lại đem bàn học của mình thu thập chỉnh tề Dường ký túc xá đại học C là trên giường dưới bàn, bốn người một phòng vẫn là rất rộng rãi, nhà vệ sinh ở trên ban công, thành phố phía nam ngược lại không sợ lạnh. Ngay khi Hà Hiểu cùng mấy cô gái sửa sang lại phòng, Hà Thần lái xe đến cửa hàng của dì Thôi ở chợ tổng hợp, vào cửa thấy dì Thôi đang ngồi trên ghế nằm lướt video, dì Thôi, cháu tới kéo hàng nhà cháu đặt, Hà Thần nói. Dì Thôi vừa ngẩng đầu nhìn thấy một cậu bé chừng 20 tuổi cao cao soái soái mày kiếm tinh mắt đứng ở cửa đứng lên hỏi hà thần con là tiểu thần nhà thanh thanh mấy năm không thấy con thay đổi thật lớn dì cũng không dám nhận nghe mẹ con nói con đang học trường quân đội phải không những đứa trẻ có thể thi đậu trường quân đội ở trong lòng các phụ huynh đều là những đứa trẻ đặc biệt có tiền đồ hà thần thường xuyên đối mặt với sự tò mò của người thân đối với trường học của cậu hào phóng nói đúng vậy học ở đại học a năm nay năm ba rồi dì thôi nghĩ thầm đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, lại có tiền đồ a, à, không biết có bạn gái hay không, hai ngày nữa gì hỏi Tiếu Thanh một chút, lại nhìn Hà Thần liền có chút cảm giác mẹ vợ nhìn con rể. Hà Thần hoàn toàn không biết gì thôi đã coi cậu là con rể, hai người đối diện với danh sách gọi hàng, 20 cân một túi gạo 20 túi, một thùng muối ăn, các loại gia vị loạn thất bát tao lại chứa hai thùng, gọi hàng xong gì thôi nói. Tiểu thần, con chờ một chút, dì gọi điện thoại tìm một người đến chuyển hàng. Công nhân trong tiệm hôm qua bị bệnh, hôm nay xin nghỉ không đi làm, con ngồi nghỉ ngơi một lát. Hà Thần nhìn không có bao nhiêu đồ vật, lười chờ người, nói: "Thôi A à Di, ta tự mình chuyển đi, không cần gọi người." Dì thôi vừa nghe đành phải thôi. Thể lực Hà Thần rất tốt, một đống đồ không tốn bao nhiêu thời gian đã chuyển lên xe, còn xếp ngay ngắn chỉnh tề. "Dì thôi, tổng cộng bao nhiêu tiền?" Hà Thần xếp hàng chuẩn bị trở về con trực tiếp lôi đi, mẹ tính tiền với mẹ con là được rồi, dì thôi nhìn Hà Thần ánh mắt đầy tự ái, còn dặn dò cậu lái xe cẩn thận. Hà Thần về đến nhà, hỗ trợ đem đồ đặt đặt vào phòng lưu trữ trong nhà, phòng lưu trữ đặc biệt lót cao 10 cm, chống ẩm làm rất tốt, trên tường bên phải treo đầy mùi khô, bên trái mã mấy túi bột mì, còn có mấy cái rương không biết là cái gì còn chưa mở ra. Bức tường đối diện với cửa đặt một hàng dài 3 tầng kệ phía trên đặt rất nhiều bát đũa chén các loại đồ ăn, một tầng dựa vào mặt đất đặt rất nhiều năm lít dầu hạt cải, nhìn giống như trong nhà tự mình ép, ba hà chỉ vào chỗ trống bên trái nói, đặt bên tường bên kia, bên kia còn lót đệm chống ẩm. Đem đồ đặt theo yêu cầu của cha cất kỹ, hà thần lại kiểm tra cửa sổ một chút, nhìn xem có thể trời mưa rỉ nước vào hay không. Nghĩ ngày mốt phải đi, hà thần dứt khoát kiểm tra cửa sổ dây điện trong nhà một chút ngày nghỉ lễ vừa qua trấn nhỏ liền quạn cu ẻ xuống, hôm nay một gian phòng cũng không có đặt, gian phòng đều trống không, Hà thần vừa vặn từng cái phòng đều kiểm tra một lần, vừa làm xong liền giữa trưa, Hà mụ mụ kêu gọi Hà thần ăn cơm, trên bàn cơm Hà mụ mụ nói ra, tiểu hoàng không biết làm sao vậy, từ hôm qua trở đi sẽ không ăn cái gì, cả con chó liền yếu xìu đát đát đấy, không biết có phải hay không bệnh. Đoán chừng là mấy ngày nay nhiều đêm nó kinh sợ, qua hai ngày thì tốt rồi, Hà ba ba an ủi nói muốn hay không đi phòng khám bệnh nhìn xem hà thần hỏi không cần nhìn lại đi có lẽ là nó già rồi khẩu vị không tốt một hồi ta chuẩn bị chút mềm cho nó ăn hà mụ mụ nói ăn cơm trưa xong hà thần chuẩn bị tản bộ theo bờ sông tiêu thực thuận tiện nhìn lại non nước quê hương mới đi tới bờ sông liền phát hiện hôm nay người bên bờ sông hơi nhiều nhiều người kéo ống quần đứng ở trong nước dương tam thúc nước lạnh như vậy ngươi làm sao đứng trong nước hà thần nhìn về phía một cái bụng bia trung niên nam tử hỏi đây là cùng nhà hắn ở trên đường mở nhà hàng hàng xóm dương lão tam thấy là hà thần vội vàng kêu gọi hắn tiểu thần a mau tới tối hôm qua pháo hoa phóng quá nhiều đem trong sông cá đều chấn hôn mê lúc này bờ sông tất cả đều là cá chúng ta đang nhặt cá đây hà thần nghe dương lão tam nói cá bị chấn hôn mê có chút không tin pháo hoa ở trên bờ phóng làm sao có thể đem trong nước đạo ngư chấn hôn mê. Hà thần đi nhanh vài bước, quả nhiên nhìn thấy bên bờ nước có chút cá đã lật bụng trắng, lớn nhỏ còn không ít, lớn thì dài bằng bàn tay, tìm thư quyển. Hà thần hỏi, hắn nhìn thấy rất nhiều người đều cầm thùng nhỏ đựng cá, có người đều chứa nửa thùng. Cũng không phải, trong trấn đã sớm ra quy định, không cho bắt con sông này cá, phải bảo trì sinh thái, duy trì non xanh nước biếc, bình thường mọi người cũng không ai đến tai họa cá, không phải tối hôm qua phóng pháo hoa chấn ngất là cái gì hà thần thấy dương lão tam hưng phấn đến mức cười cười cá trong sông này bỏ đi nội tạng bọc trứng rồi dùng dầu chiên lại rắc lên mì hạt tiêu mềm giòn giòn đặc biệt thơm hà thần khi còn bé cũng thèm cái này ông nội hà thường xuyên bắt cho mấy đứa cháu ăn nghĩ đến chính phủ cấm đánh cá quá lâu tất cả mọi người thèm ăn hôm nay mới đều chạy tới nhặt cá nhưng hắn vẫn cảm thấy những con cá này choáng có chút cổ quái sẽ không có động đất chứ Hà Thần vừa nghĩ đem chính mình cho hoảng sợ, đi tới Dương lão tam trang cá thùng bên cạnh ngồi xổm xuống, Hà Thần kiểm tra một chút mang cá, không có biến thành màu đen hoặc bệnh biến, vậy cá cũng rất tốt. Hà Thần muốn báo cảnh sát đến xem, nhiều người vớt cá về ăn như vậy, đừng ăn xảy ra vấn đề, suy nghĩ một chút quyết định về nhà hỏi ba Hà trước, ba Hà nghe Hà Thần nói chuyện bên bờ sông cũng lắp bắp kinh hãi, suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho cảnh sát Hồ Phi ở đồn công an trên trấn nói hồ phi tối hôm qua trực ban bảo vệ trị an bận rộn đến trời sắp sáng mới ngủ lúc này mới vừa rời giường nhận được hà ba ba điện thoại có điểm mộng phóng pháo hoa đem cá chấn hôn mê hồ phi nhìn tình huống bên bờ sông cũng không rõ ràng lắm tình huống cùng hai cảnh sát thực tập vừa chạy tới nói là có cá hôn mê thế nhưng cái này không thể xác định có liên quan đến bắn pháo hoa a hắn lại đi thăm vài người hỏi tình huống còn đem cá kiểm tra một chút cũng không có phát hiện vấn đề gì 4. Biến cố Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test 5. Phân tích Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test 6. Chuẩn bị Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, push nhà Trần Di ở một thị trấn trực thuộc thành phố Cẩm Xuyên, cách thành phố Cẩm Xuyên gần 40 km, gần hơn nhà Hà Hiểu một chút. Trần Di Thoạt nhìn chính là một cô gái bình thường không có gì đặc sắc, trên gò má mọc một ít tàn nhang, trên mũi rất xinh đẹp đeo một bộ kính mắt, trán bị lưu hải thật dày che lại. Hà Hiểu đã từng thấy bộ dáng chân thật của cô, lúc rửa mặt cô vén tóc mái lên gỡ kính mắt xuống, rõ ràng là một cô gái đặc biệt đáng yêu, tàn nhang trên mặt đều thêm điểm. Chẳng lẽ đang chơi giả heo ăn thịt hổ, sản văn vả mặt. Hà Hiểu một lần nhàm chán cẩn thận nghĩ tới. Bản thân Hà Hiểu cao 165 mục tiêu 170, chính là hình như tác dụng chậm không đủ, chiều cao 165 bảo trì hơn nửa năm cũng không thay đổi. Dưới lông mày viễn sơn hơi nhạt là một đôi mắt hạnh xinh đẹp, đôi mắt hơi dương lên, làm cho khuôn mặt của cô tăng thêm vài phần hoạt bát. Mũi của Hà Hiểu rất giống Hà Thần, chỉ là toàn bộ mũi thanh tú hơn một chút, sống mũi cao thẳng chấp mũi hơi vểnh lên, một đôi môi mang theo màu nhạc tự nhiên phối hợp với đầu tai ngắn của cô cả người vừa có tinh thần phấn chấn của trương dương thanh xuân lại có dí dỏm đáng yêu dão hoạt mấy cô gái tìm hiểu lẫn nhau một phen lại nhìn hà hiểu bảo cô tiếp tục đề tài vừa rồi chưa nói hết hà hiểu sửa sang lại tâm tình một chút nói với mấy người lời tiếp theo của tôi chỉ là suy đoán tôi nói các cậu nghe một chút tin tưởng thì chuẩn bị một chút không tin cũng không cần đi ra ngoài nói dù sao không có chứng cớ nói lung tung chính là truyền lời đồn, tôi không muốn bị chú cảnh sát ra đồng hồ nước. Mấy cô gái cùng nhau nở nụ cười, đều cam đoan sẽ không nói lung tung gây phiền toái cho Hà Hiểu. Các cô gái mới vào đại học, còn đơn thuần mà chân thật, Hà Hiểu nhìn mọi người gật đầu tiếp tục nói. Theo anh trai tôi phỏng đoán, động vật diện tích lớn xuất hiện dị thường hơn phân nửa là muốn xảy ra biến cố, chúng tôi ở trong đất liền, không có khả năng xuất hiện thời tiết khắc nghiệt như bão hiện tại đầu xuân nhiệt độ không khí cũng không có dao động quá lớn như vậy cuối cùng cũng là biến cố có khả năng lớn nhất chính là động đất dù sao thành phố cẩm xuyên cũng đang ở trong vành đai động đất cho nên vừa rồi trong điện thoại anh tôi bảo tôi chuẩn bị tốt vật phẩm khẩn cấp đặt ở nơi tiện tay có thể lấy được có tình huống tiện tay cầm một cái là có thể cứu mạng không có tình huống coi như diễn tập thử chính là như vậy hà hiểu nói xong nhìn mọi người Mấy cô gái liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Hà Hiểu không nói gì, "Này, tôi nói xong rồi, các cậu cho chút phản ứng đi." Hà Hiểu kỳ quái nhìn mọi người. "Hiểu hiểu, ca ca ngươi là làm cái gì?" Tiếu Thất thất sợ hãi hỏi, những nữ hài tử khác cũng chờ mong nhìn Hà Hiểu. Hà Hiểu một đầu hắc tuyến, "Đây không phải trọng điểm đi, ta không nói rõ sao?" Nói rõ ràng nói rõ ràng, chúng ta chính là tò mò ca ca của ngươi là làm cái gì, ý nghĩ rõ ràng, mục tiêu rõ ràng có chút đồ vật, từ điềm điềm vừa cười vừa nói, những người khác cũng phối hợp gật đầu, giống một đám tân bốc. Hà Hiểu bất đắc dĩ nói: anh trai tôi là sinh viên năm ba, còn chưa có công việc. À, là chúng ta trường học học trưởng sao? Mãi nhì hỏi, lớn lên có đẹp trai hay không? Mạnh Tử hỏi tiếp, Hà Hiểu triệt để hết chỗ nói rồi. Cuối cùng Hà Hiểu giới thiệu cho mấy người anh trai mình một chút, sau khi biết được tình huống chân thật của anh trai Hà Hiểu lòng hiếu kỳ của mấy nữ sinh đối với hà thần càng thêm nặng nề nhưng nghĩ đến trước mắt có thể phát sinh biến cố tâm tình mấy người đều có chút nặng nề không tiếp tục đùa dẫn nữa nghiêm túc thương lượng chi tiết chuẩn bị vật tư khẩn cấp trần di đột nhiên nói với mấy người trường học phát thông báo bảo toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường không nên tin đồn tất cả lấy thông báo chính thức làm chuẩn mặt khác hôm nay căng tin làm cá cá cung ứng miễn phí vậy còn chờ cái gì đi nhanh lên đi Trời sập xuống cũng phải ăn no trước mới có thể chạy nhanh, không biết nhà ăn số 2 làm cá có được hay không, Tham Ăn Tiếu Thất Thất nói, mấy người nghĩ cũng là đạo lý này, cầm thẻ cơm cùng nhau xuống lầu. Thì ra cá trưởng thành thịt cũng sẽ già đi, miễn phí quả nhiên không ngon, Tiếu Thất Thất vừa ăn vừa tiếc núi nói, có ăn đã là không tệ rồi, cậu không thấy bạn học tới chậm thật nhiều đều không ăn được, Trương Nhã nói. Ha ha ha. Cũng là ha, đem cá nướng chín còn phải tốn công phu ta không nên phụ ý tốt của trường học, cá mặc dù khó ăn nhưng lòng biết ơn vĩnh tồn, tiếu thất thất nghiêm túc nói, một đám người bị nàng chọc cười ngửa tới ngửa lui. Mấy người ăn cơm xong chuẩn bị trở về ký túc xá, Hà Hiểu đến trước máy bán hàng quẹt 7,8 chai nước khoáng 500ml, mấy người thấy cũng mỗi người quẹt thẻ mấy chai, Hà Hiểu có muốn giúp cậu lấy mấy chai hay không, cậu mua nhiều như vậy quá nặng, Hậu Văn Ngọc nhìn Hà Hiểu hỏi, cô gái điềm đạm nho nhã này đặc biệt cẩn thận không có việc gì, em có thể, em cố ý cầm một cái túi, sách là được rồi. Hà Hiểu vừa nói vừa bỏ nước vào túi ni bị cô xoa nhăn nhúm, tay phải tùy tiện nhấc lên, một chút cũng không ảnh hưởng bước đi. Hà Hiểu ngươi khí lực rất lớn, mạnh tử nói, các ngươi không biết hiểu hiểu, hiểu hiểu vũ lực giá trị ngay cả lớp chúng ta nam sinh đều theo không kịp tiếu thất thất thần bí nói đến. Bốn cô gái mới quen đều rất giật mình, tiếu thất thất bắt đầu thêm mắm dặm muối nói về sự tích anh hùng trước kia của hà hiểu hầu văn ngọc tò mò hỏi tiếu thất thất dương dương đắc ý gật đầu còn chưa đắc ý xong đã bị trần di vạch trần không có thất thất nói khoa trương như vậy hà hiểu chỉ đá một cước vào khúc cua chân người nọ các ngươi không ở hiện trường không biết một giây trước người nọ còn dây dưa trương nhã nói chút lời buồn nôn lại ghê tởm khiến cho trương nhã cùng hà hiểu cùng cầu cứu một giây sau người đàn ông kia liền thẳng tắp quỳ gối trước mặt trương nhã và thất thất, quần chúng vây xem một vòng ăn dưa đều nhìn đến choáng váng. tôi thấy rõ ràng hiểu hiểu đi tới đá một cước, lại bình tĩnh lui về trong đám người tiếp tục ăn dưa, người nọ tìm người đá hắn khắp nơi, tìm thư uyển nhìn một vòng cũng không biết là ai, người vây xem cũng không trả lời hắn. Người đàn ông kia chết ở hiện trường, sau đó lại ngại dây dưa với trương nhã. Một đám người nghe xong cười vui mừng không xiết bội phục vũ lực và nghĩa khí của hà hiểu mấy nữ sinh vừa nghe chuyện xưa vừa đi về ký túc xá lên lầu mấy người chào hỏi một tiếng rồi trở về chuẩn bị sửa sang lại vật tư khẩn cấp hà hiểu đang rối rắm có nên cho lạp xưởng thịt khô vào trong ba lô hay không trương nhã đi tới bên cạnh hà hiểu hỏi cô hiểu hiểu tôi có thể đem suy đoán của anh trai cô nói cho bạn tôi biết không cô yên tâm tôi sẽ nói cho anh ấy biết một mình hơn nữa tôi sẽ không nhắc tới anh trai cô Hà Hiểu nói. Cậu nói đi, không nhắc tới anh tôi là được, Trương Nhã nói cảm ơn ra ban công gọi điện thoại. Tiếu thất thất cùng Trần Di đều trông mong nhìn Hà Hiểu, Hà Hiểu buồn cười nói. Các ngươi muốn nói thì nói đi, đừng nói chắc chắn như vậy, chúng ta cũng không xác định không phải, liền chuẩn bị chút vật tư, phòng trước khỏi hòa sao. Cám ơn ngươi, hiểu hiểu, tiếu thất thất cao hứng nói, Trần Di cũng cùng Hà Hiểu nói cám ơn, mở cửa đi bên ngoài gọi điện thoại. Tiếu thất thất ngồi ở bên cạnh bàn học cùng người nhà nói chuyện. Ba ba, ba ăn cơm chớ được, mẹ con lẩm bẩm, nha. Vậy ba gọi mẹ nghe điện thoại con có việc nói với mẹ. Hà Hiểu nghe Tiếu thất thất dùng tiếng địa phương Nam Xuyên nói chuyện phím với cha mẹ, nhìn Trương Nhã cầm điện thoại nói gì đó ngoài cửa kính ban công, lại nhìn cửa ký túc xá chưa đóng hoàn toàn, đôi mắt hạnh hiếp hiếp. Có tình huống, tuyệt đối có tình huống, hai người này. Tuyệt đối không phải gọi điện thoại cho bạn bè bình thường. Hà Hiểu một bộ nhìn thấu tất cả cười cười, xách túi khẩn cấp lên nghĩ thầm. Bao bì này nhiều đồ như vậy sao cảm giác còn nhẹ nhàng bay bổng, bốn chai nước cộng thêm nửa ba lô thức ăn còn có một cái thảm lông nhỏ, không nên là trọng lượng này a, à. Hà Hiểu lại lắc lắc túi khẩn cấp, cô cảm thấy lực khí của mình hình như trở nên lớn hơn, xem ra còn có sau gáy, dài đến 170 có hy vọng. 7. Phá toái bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, bên này Hà thần cúp điện thoại, lại trấn an ba Hà cùng mẹ Hà, nhà hàng đêm nay nghỉ ngơi đi, ba tôi như vậy lại tâm trạng không yên, đừng cắt tay, lễ mừng năm mới mệt mỏi lâu như vậy, hôm nay dù sao không bận rộn liền nghỉ một ngày đi, mẹ Hà nghỉ cũng đúng, liền treo bản hiệu nghỉ ngơi ở cửa, cơm tối chỉ để cho ba Hà làm chút đồ Hà thần thích ăn. Hà thần liên lạc với ông Hà, Ông Hà lên núi thăm bạn bè. Ngọn núi phía sau trấn nhỏ gọi là núi Sư Tử, đỉnh núi có một tảng đá lớn giống như người ta đặt lên, nhìn từ xa toàn bộ ngọn núi giống như một con sư tử ngồi ngay ngắn, đây chính là nguồn gốc của tên núi Sư Tử. Phía sau núi Sư Tử là dãy núi liên miên không dứt, trên đỉnh núi rất bằng phẳng, đi về phía đông xuyên qua một mảnh rừng trúc trăm mẫu, liền đến một thôn gọi là thôn Hà Hà, bạn của ông nội Hà ở chỗ này, hai người già quen biết cả đời, người hai nhà cũng coi như thân thích đi lại. Dạ, ngươi khi nào trở về, ta ngày mốt liền đi, ngươi không hề kiểm nghiệm kiểm nghiệm chúng ta truyền thừa đoạn không đức, hà thần khó được nghịch ngợm nói, xú tiểu tử, ta tại ngươi tiền gia gia nhà ăn cơm tối liền trở về, ngày mai hai chúng ta lại hảo hảo luyện tập, hà gia gia không phục nói, tốt, vậy ngươi để đại bá lái xe chú ý an toàn, buổi tối đường núi không dễ đi, hà thần lo lắng nói, ngươi yên tâm đi, đại bá ngươi xe lái ổn đâu rồi, đường cũng dễ đi rất, đều là nhựa đường cái, hà. Gia Gia nói. Hà thần không nói qua điện thoại chuyện cá và khả năng động đất, sợ làm cho ông cụ kinh ngạc, chờ về đến nhà từ từ nói. Cúp điện thoại, Hà thần quan sát một vòng lầu một mấy phòng, ra cửa đều rất thuận tiện, có tình huống vài giây là có thể chạy ra. Lại đem thực phẩm tiện lợi trong nhà, nước đựng hai thùng đặt ở dưới ô che nắng trong sân, phòng ngừa vạn nhất lại ra ngoài đi tiệm thuốc mua chút thuốc thường dùng thuốc trị thương cùng khẩu trang bà chủ cũng là người địa phương họ tịch chồng cô là bác sĩ trong bệnh viện thị trấn la phù tiểu thần con mua ít một chút ở nhà để dự phòng là được rồi mua nhiều như vậy sẽ để quá hạn dì tịch rất tốt đặc biệt nhắc nhở hà thần sợ trẻ con không có kinh nghiệm lãng phí tiền hà thần hiểu được lòng tốt của cô cười nói không có việc gì dì tịch cháu mua một ít để ở nhà một ít tự mình mang theo dùng Dì tịch thấy cậu kiên trì thì không nói gì, nói với cậu một chút phương pháp sử dụng, liền lấy túi đựng lại, một lần mua một gói thuốc lớn như vậy cũng là hiếm thấy, hà thần cũng để thuốc cùng một chỗ với thức ăn, may mà trong nhà nuôi mèo, không cần lo lắng chuột. Thu thập các loại giấy tờ và chứng minh thư trong nhà, còn thu dọn cho mỗi người một ba lô quần áo, thậm chí mỗi người chuẩn bị một đôi giày, đều thuận tiện đi lại, đều đặt ở trong sân, mẹ hai nhìn con trai bận trước bận sau vừa vui mừng con trai suy nghĩ chu đáo cẩn thận khắp nơi lại hy vọng con trai lo lắng không cần phát sinh biến cố hà thần nhìn ra mẹ hà đang rối rắm an ủi bà mẹ không sao đâu con làm những thứ này để phòng vạn nhất không có việc gì hai ngày nữa con sẽ trả lại cho họ là được rồi lại không có phí tổn gì mẹ yên tâm đi coi như con trai đang tiến hành diễn thử phòng thiên tai được không mẹ hà nghe xong liền không còn băn khoăn nữa gọi Hạ Thần đến nhà hàng ăn cơm nước xong. Cơm tối, cha mẹ Hà Gia cùng Ngô Hoành phụ bếp đều ăn không có tư không có vị, trong lòng lo lắng, ăn không vô, Hà Thần rót thơm, cá nhỏ gai tiêu đặc biệt thơm, ba Hà đặc biệt cầm một con cá nhỏ cho mèo trong nhà ăn, thấy mèo ăn không có việc gì mới bưng lên bàn. Qua loa ăn cơm tối, hai cha con Hà Gia cùng đến nhà bác cả chờ Hà Gia Gia, Hà Gia Gia gần 9 giờ mới về đến nhà, cẩn thận nói chuyện hôm nay, Hà Gia Gia rốt cuộc lớn tuổi trải qua nhiều chuyện, trong nháy mắt cảm thấy không thích hợp, nói với mấy người. Buổi tối trên đường trở về, một đường gặp phải ba lần động vật hoang dã, những động vật trong núi này xu lợi tị hại nhất, người bình thường xuất hiện động vật đều tránh được, làm sao có thể đặc biệt chạy trên đường cái. Cho nên tiểu thần phỏng đoán rất có thể phát sinh. Lại đối với vợ chồng Hà Đại Bá ngồi ở bên cạnh nói. Lão Đại, các ngươi cầm giấy chứng nhận trong nhà lên, thu mấy bộ quần áo giày dép, đêm nay chúng ta đến nhà lão nhị ở, nhà hắn ở bên cạnh, ra hậu viện chính là đất trống trải, so với nơi này thuận tiện hơn. Vị trí nhà bác Hà tốt hơn nhà Hà Thần, ở trên đường trung tâm trấn, lúc trước Trúc Thâm xây dựng lại nhà ở trước, bác Hà Trúc Thâm được vị trí này, nhà ở gần đó sửa rất chặt chẽ, ba Hà Trúc Thâm được bên ngoài gần bờ sông. Hai vợ chồng bác Hà tính tình cũng sảng khoái, nhường đi liền đi, thu dọn một cái vali hành lý hai cái ba lô, đây đều là đứa nhỏ trong nhà dùng qua lưu lại. Đoàn người trở lại nhà Hà Thần lại hàng huyên một hồi. Sắp xếp xong phòng, Hà Thần còn đặt một chai bia cảnh báo cho từng phòng, rồi đều tự nghỉ ngơi. Hà Thần ngủ cùng một phòng với ông nội Hà, hai người nằm ở trên giường hàng huyên về cuộc sống của Hà Thần ở trường học, không bao lâu Hà Thần liền nghe được tiếng ngáy của ông nội Hà. Đại học C ký túc xá cũng đến tắt đèn thời gian hà hiểu nằm ở trên giường nhắm mắt lại đếm dê dưới giường trên bàn làm việc đặt cái đèn ngủ nhỏ ấm áp màu vàng nhu hòa ánh đèn tràn ngập toàn bộ gian phòng mấy người đêm nay đều đem rèm cao cao vén lên sợ chậm trễ hành động của mình cạnh cửa lưu loát đặt bốn cái ba lô hiểu ta ngủ không được tiếu thất thất đột nhiên nói ta cũng vậy đột nhiên lại xuất hiện một thanh âm còn có ta trương nhã cũng nói hà hiểu bất đắc dĩ nàng cũng ngủ không được mấy người liền quyết định lưu một người trực đêm, một người hai giờ, thời gian đến liền trao đổi, bắt đầu từ Hà Hiểu. An bài như vậy những người còn lại an tâm không ít, chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi. Hà Hiểu lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, 23 giờ 36 phút. Thật sự nhàm chán liền gửi tin nhắn cho Hà Thần. Ca, ngủ chưa? Nằm đâu? Anh, em ngủ không được. Lời bài hát. Cao tiên the ship đến rồi, tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc giao su xuyên con vẫn không ngủ được đến tiếp được rồi ca ta sợ đừng sợ sẽ không sao đâu anh nếu như kiếp sau em còn muốn làm em gái anh hàng hà hiểu bị câu trả lời của anh trai mình làm nghẹn họng tức giận càng không ngủ được trung tâm sửa chữa văn vật di chỉ tinh đóng thành phố cẩm xuyên được khẩn cấp đưa về trung tâm sửa chữa thái dương luân lẳng lặng nằm ở trên bàn làm việc nhân viên công tác nghiên cứu một ngày không tìm được nguyên nhân nó đột nhiên vỡ vụn đành phải chuẩn bị ngày mai quét máy tính cho nó vết nứt đã lan tràn tới toàn bộ thái dương luân mắt thấy vết nứt càng ngày càng dày sau một trận tiếng bóp bóp rất nhỏ bùng một tiếng toàn bộ thái dương luân vỡ thành bột phấn tinh thể năng lượng không còn trói buộc táo bạo hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi cho đến bao trùm toàn bộ lam tinh Văn lầm lẫn lầm lẫn giả dối vâng lầm lẫn giả dối hà hiểu muốn ngồi dậy phát hiện mình bị thứ gì ngăn cản ngồi không dậy nổi trong lòng hà hiểu bắt đầu hốt hoảng không rõ hiện tại là tình huống gì cố gắng trở mình nằm sấp sau đó quỳ lên dùng lưng nâng đồ vật phía trên lên để cho mình có không gian di chuyển lúc này nàng mới phát hiện nàng trần truồng cái gì cũng không mặc nàng không biết đây là nơi nào làm sao tới nơi này tim đập thình thịch nhanh chóng nhảy ra, nhìn bốn phía một chút, tùy tiện chọn một phương hướng bò về phía trước, bò vài phút, cảm giác đồ trên lưng nhẹ một chút, tiếp tục bò, lại cố sức bò một hồi, rốt cục nhìn thấy phía trước có ánh sáng, Hà Hiểu bò đến càng nhanh, bò đến chỗ ánh sáng, Hà Hiểu đẩy đồ trên lưng ra, ngã đầu về phía trước. 8. Biến lớn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push Hà Hiểu cảm giác mình ngã ở một nơi mềm mại, đột nhiên nhớ tới mình cái gì cũng không mặc, giật mình xoay người quỳ rạp trên mặt đất. Thở hổn hển nhìn bốn phía một chút, phát hiện không có nguy hiểm, mới bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh, trước mắt là một khối thật dài không biết là cái gì, màu hồng phấn, trên mặt đất cũng là màu hồng phấn, chỗ mình bò ra cũng là một mảnh màu hồng phấn kéo dài phập phồng, phía dưới đè nặng một mảnh bệnh ra gì đó, Hà Hiểu sờ soạn ngồi dậy sờ soạn, thứ này sao nhìn quen mắt như vậy hiểu rõ hiểu rõ hà hiểu lại nghe thấy có người gọi mình thanh âm chính là từ phía sau một khối đồ vật dài truyền đến ai đang kêu hà hiểu lớn tiếng hỏi hiểu hiểu trương nhã tôi ở sau gối của cậu giọng trương nhã từ bên kia truyền đến hà hiểu vừa nghe gối đầu nhìn đồ vật trước mắt rất giống gối đầu đột nhiên sấm sét giữa trời quang đây là gối đầu của tôi kia phiến màu hồng này là chăn của tôi kia đây tất cả đều là áo len của tôi đây đây là áo ấm của tôi hiểu rõ hiện trạng hà hiểu có chút dại ra ngồi ở trên giường phờ phạt nói với trương nhã trương nhã em nhỏ đi anh anh nói nhảm nếu tôi còn sống tốt còn cần gọi anh nửa ngày trương nhã hô lên đối diện thất thất cùng trần di cũng nhỏ đi ta thấy các nàng phất tay với ta ta gọi ngươi nửa giờ mới đánh thức ngươi là ngủ hay là làm sao vậy Hà Hiểu có chút xấu hổ, tối hôm qua cùng lão ca nói chuyện phím ngủ thiếp đi, cô ngủ rất ngon, ngủ quên, đúng rồi. Điện thoại di động, Hà Hiểu nghĩ điện thoại di động, trước khi ngủ cùng lão ca gửi tin nhắn, kia hẳn là ở trên chăn, Hà Hiểu đứng lên nhảy nhót nhìn lên trên chăn, rốt cục nhìn thấy điện thoại di động của mình. Trương Nhã, hai người gọi điện thoại báo cảnh sát chưa? Hà Hiểu hô. Báo cảnh sát không ai nghe điện thoại, ta cùng trong nhà liên lạc cha mẹ ta cũng biến nhỏ, trương nhã trầm thấp nói. Cái gì, đều nhỏ đi. Hà Hiểu bắt đầu có chút hoảng hốt, vừa kéo vừa bò trốt cục leo lên núi chăng, bước từng bước từng bước đi tới bên cạnh điện thoại, nhìn điện thoại di động trước mắt, Hà Hiểu cao mù, sao gọi điện thoại được. Hà Hiểu ngồi sống bên cạnh điện thoại di động, dán toàn bộ bàn tay vào chỗ mở khóa vân tay, mở khóa thất bại, Hà Hiểu sốt ruột lại thử hai lần, vẫn không được. Đúng rồi. Giọng nói Hà Hiểu nghĩ đến, ngồi sổng bên cạnh loa điện thoại lớn tiếng hô, "Xin chào, Tiểu thần." "Xin chào, chủ nhân." "Ha ha, hữu dụng, người sử dụng điện thoại di động này có thể tự mình đặt tên AI cho điện thoại di động, Hà thần mua cho cô, cô gọi nó là Tiểu thần." "Tiểu thần, gọi lão ca, mở loa ra." "Ha ha hiểu hô." "Tốt, chủ nhân, đang vì ngươi gọi lão ca, Chu." "Chu." "Chu." điện thoại vang lên nửa phút hà hiểu vừa định cúp máy phát lại kết quả nhận máy này hiểu hiểu tôi gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại sao cậu không nhận tôi sợ gọi cho cậu hết tin cũng không dám gọi thân thể cậu có khỏe không anh em nhỏ đi rồi bây giờ em còn chưa dài bằng điện thoại di động của em hà hiểu nhanh chóng đem tình huống của mình nói cho hà thần ta cùng gia gia cũng biến nhỏ ba mẹ cùng đại bá bọn họ cũng là hà thần lớn tiếng nói chuyện gì xảy ra, chúng ta là loại virus sao, tự như cá ngày hôm qua, Hà Hiểu cũng trống lên hỏi, không biết, cái này vượt qua nhận thức của ta, ta tưởng là động đất, động đất ta có lòng tin chiếu cố tốt người nhà, hiện tại biến thành người nhỏ bé, ta cũng có chút mộng, Hà Thần có chút trầm thấp, sự tình vượt qua hắn xấu nhất suy đoán. Cũng không thể cả nước đều biến thành tiểu nhân quốc chứ. Hà Hiểu chưa từ bỏ ý định lớn tiếng hỏi. Có thể là toàn thế giới đều dị biến, ta cùng trường học phụ đạo viên liên hệ, phụ đạo viên cũng biến nhỏ, có thể thấy được kinh đô cũng tại dị biến trong phạm vi, quốc gia máy móc rất có thể tất cả đều dừng lại, chúng ta không có cứu viện. Vậy, vậy chúng ta làm sao bây giờ, tất cả mọi người đều nhỏ đi, động vật kia, động vật có phải cũng nhỏ đi không? Động vật không biết có phải toàn bộ thay đổi hay không, tôi vừa rồi ở dưới khe cửa nhìn thấy tiểu hoàng nhà chúng ta nhỏ đi, mèo lại không có việc gì, không biết quy luật là cái gì, Hà thần không nói hắn nhìn thấy mèo một ngụm đem tiểu hoàng ăn. Hà thần trầm mặt trong chốc lát nói tiếp. Ta lấy nhà chúng ta gạch làm vật tham chiếu đo một chút, ta hiện tại thân cao đại khái là 7cm tả hữu, nguyên tăng cao trừ 7, ta so với nguyên lai thu nhỏ ước chừng 26 lần, hiện tại chúng ta chỉ có thể tưởng tượng hoàn cảnh như thời đại khủng long, khắp nơi đều là cự thú, như vậy có thể dễ dàng tiếp nhận một chút, chúng ta không có cứu viện, tất cả mọi người chỉ có thể tự cứu mình người ở ký túc xá hảo hảo cất giấu tận lực đoàn kết người bên cạnh nhiều người lực lượng lớn ca ta muốn về nhà hà hiểu đè nén khóc ý nói ta hiện tại ngay cả giường cũng không xuống được làm sao bây giờ ca không có việc gì hiểu hiểu kiên cường một chút ta vừa rồi là từ trên giường ngã xuống đấy theo ga giường lăn đến đầu gỗ thượng sau đó nhảy xuống đấy ta cảm giác nhỏ đi đối với ngã bị thương sức chịu đựng cũng trở nên mạnh mẽ ta không phải bảo ngươi kêu nhảy xuống lá gan ngươi luôn luôn rất lớn nghĩ biện pháp nhiều một chút qua hai ngày thông tin cùng điện lực nhất định sẽ đứt ngươi liền ở lại trường học ta nhất định sẽ mang theo ba mẹ đi tìm ngươi xung quanh trấn nhỏ đều là núi nếu động vật không thay đổi tốt trấn nhỏ sẽ đặc biệt nguy hiểm nếu chúng ta không thể khôi phục vẫn phải đi vào trong thành phố tìm kiếm sức sống lương thực dự trữ của thành phố cẩm xuyên đủ cho hình thể hiện tại của chúng ta ăn cả đời được ông nội và ba mẹ không sao chứ hà hiểu hỏi ông nội không có việc gì ta đang nghĩ biện pháp để cho ông nội xuống giường ba mẹ ở phòng bên cạnh ta cùng bọn họ gọi điện thoại để cho bọn họ chờ ta đi giúp bọn họ xuống giường các ngươi phải hảo hảo ta ở trường học chờ các ngươi bảo đảm an toàn các ngươi lại xuất phát yên tâm sẽ không có việc gì ngươi phải kiên trì chờ chúng ta hà thần nặng nề nói cúp điện thoại Hà Hiểu ngồi ở bên cạnh điện thoại di động ngẩn ngơ một lát, nghĩ đến mình phải sống thật tốt chờ anh trai tới tìm mình, lăn lông lóc đứng lên, lại từng bước từng bước đi lên đầu giường tìm cuộn giấy bình thường, đi tới nhìn chen chúc ở giữa tường và gối đầu, có hai cuộn giấy cao bằng mình bây giờ. Hà Hiểu sờ soạn một hồi sờ đến đầu giấy, kéo gốc trên đầu giấy, dùng sức kéo xuống, cả người đều sắp ngã xuống giường, mới xé xuống một đoạn, xoay quanh đoạn giấy này một vòng, so với vị trí đại khái 2cm vừa cầm trong tay vừa giẫm dưới chân, tìm thư uyển dùng sức xé hai bên, xi. Si. Cảm giác giống như đang xé vải vậy, thật vất vả mới xé xuống một khối khăn giấy dài chừng 2cm. Hà Hiểu xé khăn giấy từ giữa ra, lấy một miếng giống như cuốn khăn tắm cuốn lấy thân thể của mình, còn tách đầu giấy ra từ giữa, buộc chặt trước ngực, một cái áo ngực liền làm xong, lại đem miếng còn lại cuốn ở trên lưng, vẫn buộc chặt giấy như thường, vấy giấy làm xong, rốt cục không cần trần thân thể nữa mặc quần áo vào để cho Hà Hiểu có chút cảm giác an toàn. Hà Hiểu dùng cả tay lẫn chân leo lên gối đầu nhìn, may mắn tối hôm qua ngủ kéo rèm lên, rèm đầu giường có một góc bị kéo lên, đứng ở trên gối đầu là có thể nhìn thấy đối diện, hai cái giường kề nhau rất gần, ở giữa chỉ có một khe hở Hà Hiểu hiện tại một bước có thể bước qua, Hà Hiểu ông cây cột gỗ lớn ở đầu giường hô trương nhã, em có ở đó không? Trương Nhã ngồi sổng dưới gối đối diện, nghe thấy Hà Hiểu gọi cô, liền lộ ra một cái đầu bên cạnh gối. Hiểu hiểu, người lấy đâu ra quần áo, trương nhã hỏi, nàng thấy hà hiểu cùng bình thường không khác nhau, cảm giác chính là chung quanh hết thảy các loại tỷ lệ biến lớn. Tò mò hà hiểu lấy đâu ra váy mặt. Hà hiểu thấy cô vừa đến liền quan tâm quần áo có chút buồn cười nói. Tôi kéo khăn giấy tự mình làm. Trương Nhã giật mình nói. Tôi cũng nghĩ tới khăn giấy, thế nhưng giấy rút của tôi tôi không lấy ra được, muốn xé một góc xuống cũng xé không nổi hà hiểu cũng giật mình không thể nào tuy rằng không dễ xé nhưng tôi vẫn xé hai người trao đổi một chút phát hiện khí lực của hà hiểu quả thật lớn hơn trương nhã rất nhiều trương nhã đỡ hà hiểu vượt qua đầu giường lên giường hà hiểu hà hiểu lại làm cho trương nhã một chiếc váy giấy chuẩn bị xong hai người đứng ở bên giường nghiên cứu làm sao đi xuống hai người có thể nhìn thấy tiếu thất thất đối diện phất tay với các nàng cùng đối phương kêu gọi đầu hàng, không nghe rõ đối diện rốt cuộc đang nói cái gì. chín, xuống giường. bạn đang nghe tại truyện chấm audio. aspigon window, aspigon push cảnh tượng này tự như hai người mỗi người đứng ở một đỉnh núi kêu gọi đầu hàng, có thể nghe thấy thanh âm, nhưng cụ thể nói cái gì lại nghe không rõ ràng lắm. đành phải phất phất tay tự nghĩ biện pháp xuống giường. vẫn là dùng giấy đi khăn giấy đối với chúng ta bây giờ mà nói cùng trước kia vải vóc cũng không có gì khác nhau chỉ là không thể đụng nước hà hiểu nói ra trương nhã gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý hai người muốn đem cuộn giấy trực tiếp lăn xuống hai người đẩy nửa ngày không nhúc nhích cuộn giấy đặt ở trên giường lực mà sát quá lớn căn bản đẩy không nổi hai người đành phải đổi sang giường của trương nhã khăn giấy của trương nhã là một túi mới mở không lâu may mắn cô đặt ở bên giường vốn trước kia hai người là chân đối chân ngủ tối hôm qua để tiện gọi người hai người đổi thành đầu đối đầu trương nhã tiện tay cầm khăn giấy tới nói xong hà hiểu bò lên gối của trương nhã không lưng nắm lấy giữa khăn giấy kéo ra ngoài dùng sức một phút mới rút ra được một tấm hà hiểu vừa rút ra trương nhã liền kéo nó qua khăn giấy vừa vặn bằng phẳng trải trên giường duy trì tiết tấu này hà hiểu hiểu càng rút thoải mái chờ sau khi rút xong cả gói khăn giấy hà hiểu phát hiện khí lực của cô hình như lớn hơn hơn nữa bận rộn nửa ngày cô còn không phải mệt chết đi được, chỉ là khác muốn uống nước. Trương Nhã cũng không có thói quen để đồ ăn trên giường, trên giường ngoại trừ gói khăn giấy cái gì cũng không có. Hai người chỉ có thể kiên trì, Hà Hiểu nghỉ ngơi một hồi liền bắt đầu xé khăn giấy, Trương Nhã phụ trách cuộn chúng thành từng sợi rồi buộc lại với nhau. Cứ như vậy hai người một cái xé một cái cột làm cho thật lớn một đống, hai người cũng không biết chiều dài có đủ hay không, nghĩ dài dù sao so với ngắn tốt hơn đợi đến khi hai người vừa mệt vừa đói rốt cục cảm thấy hẳn là đủ rồi hà hiểu kéo đầu dây thừng cột vào cây cột gỗ đầu giường hai người kéo đầu dây thừng đến giữa cầu thang lên giường thả xuống như vậy có thể từng tầng từng tầng đi xuống áp lực tâm lý không lớn như vậy dây thừng từng chút từng chút thả xuống quá cao hai người không dám đi xem đến cùng chưa phỏng chừng kém không nhiều lắm nằm nghỉ ngơi một hồi hà hiểu nói người đi xuống trước hay là ta đi xuống trước trương nhã rối rắm nói ta đi trước đi ta ở phía dưới chờ ngươi hà hiểu nói được chân và chân cậu cũng phải kẹp dây thừng nếu không lực cánh tay không đủ để cậu xuống đấy ừ em từ từ sẽ đến trương nhã nói xong ngồi ở bên giường không dám nhìn xuống phía dưới xoay người hướng về phía giường cầm dây thừng chậm rãi đi xuống hà hiểu ghé vào bên giường lộ đầu ra nhìn trương nhã thấy cô thao tác rất tốt thuận lợi trượt xuống cầu thang tầng thứ nhất chính là lúc lên bàn đạp Lúc ẩn lúc hiện thật vất vả mới dẫm lên cầu thang đứng lên. Hà Hiểu thấy cô đứng vững ở bàn đạp mới cầm dây thừng trượt xuống, khí lực của Hà Hiểu lớn hơn, không mất bao nhiêu thời gian đã tới bàn đạp tầng thứ nhất, Trương Nhã vội vàng giúp Hà Hiểu cầm dây thừng để lúc Hà Hiểu đi lên thoải mái hơn một chút. Lát nữa tôi xuống trước, tôi thấy cô lên bàn đạp quá nguy hiểm, tôi khí lực lớn, tôi xuống giúp cô đỡ, Hà Hiểu nói với Trương Nhã. Trương Nhã nhìn Hà Hiểu đột nhiên tiến lên hai bước ông lấy Hà Hiểu mang theo nước nở nói. Hiểu Hiểu, cảm ơn anh, kỳ thật em sợ muốn chết, nhưng em không muốn gây thêm phiền toái cho anh, không có anh em có thể sẽ chết đói trên giường. Hà Hiểu không biết nguyên lai trương nhã áp lực lớn như vậy, vỗ vỗ lưng nàng an ủi nói. Không có việc gì, mọi người chúng ta hiện tại phải giúp đỡ lẫn nhau mới có thể sống sót, nếu như chúng ta thời gian dài không thể trở lại bộ dáng ban đầu, nói không chừng phải cùng nhau sinh hoạt thời gian rất lâu, về sau có việc ngươi phải nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Ân, ừ, ta chính là đặc biệt sợ hãi, ba mẹ ta xa xôi tân tuyền, căn bản không có khả năng tới tìm ta, hiện tại 78 km quả thực chính là lạch trời, trương nhã chảy nước mắt nói. Hà hiểu vội vàng khuyên nàng. Mau đừng khóc, chúng ta nửa ngày không uống nước, giữ lại khí lực tốt lên, người nhà ta cũng xa lắm, ngươi yên tâm, Chúng ta cùng nhau sống sót. Thấy Trương Nhã điều chỉnh tốt tâm tình, Trương Hà Hiểu liền đi xuống trước, cô tới bàn đạp nhẹ nhàng nhán lên, dùng chút xảo kình liền vững vàng đứng ở trên bàn đạp tầng 2, Trương Nhã thấy cô đứng vững, cầm dây thừng đi xuống, lúc đến bàn đạp Hà Hiểu cầm dây thừng cho cô, Trương Nhã thoải mái đứng lên. Hai người đang nghỉ ngơi trên bàn đạp, đột nhiên nghe thấy đối diện truyền đến một trận tiếng thét chói tai, a à, đặc biệt lớn tiếng, quả thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần hai người liền nhìn thấy bên giường tiếu thất thất đối diện, một cái túi ni màu trắng rất lớn bồng bềnh đi lên mặt đất, túi ni theo tiếng thét chói tai chậm rãi rơi trên mặt đất. Hà Hiểu và Trương Nhã nhìn nhau rồi lại nhìn về phía túi ni trên mặt đất, đồng loạt nói một tiếng đệt. Trương Nhã thở phì phò nói, Hà Hiểu bị Trương Nhã chọc cười hỏi. Trên giường tôi không có túi ni anh có không? Trương Nhã lắc đầu nói. Tôi để túi ni trên giường làm gì? ha ha nhất định là thất thất cô ấy thích để đồ ăn vặt trên giường hà hiểu nói hai người nói xong đang chuẩn bị tiếp tục phía dưới liền truyền đến thanh âm của tiếu thất thất hiểu hiểu tiểu nhã các ngươi cẩn thận một chút chúng ta ở phía dưới chờ các ngươi được lập tức đi xuống hà hiểu hô nói xong liền cầm dây thừng trượt tới bàn đạp thứ ba trương nhã cũng càng ngày càng thuần thục thoải mái trượt xuống đứng trên bàn đạp nghỉ ngơi còn có hai khối bàn đạp liền đến cùng chúng ta bảo trì tiết tấu đừng gấp an toàn là quan trọng nhất hà hiểu ghé vào trên bàn đạp nhìn thoáng một phát nói trương nhã gật gật đầu từ không vội từ từ đi xuống hai người cứ như vậy duy trì tiết tấu cuối cùng an toàn tới mặt đất tiểu thất thất cùng trần di thấy hai người an toàn tiến lên ôm lấy hai người hiểu hiểu tiểu nhã anh sợ chết khiếp anh còn tưởng rằng mình bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi tiếu thất thất vừa khóc vừa nói hà hiểu cười vỗ vỗ cô an ủi trương nhã nói tất cả mọi người đều giống nhau tìm thư uyển chưa từng gặp qua loại chuyện này hiện tại không có việc gì chúng ta cùng nhau sẽ không sợ hà hiểu lại vỗ vỗ trần di trần di cũng co rúng bả vai hiển nhiên đều bị dọa không nhẹ mấy người tâm sự với nhau một phen thư giãn tâm tình khẩn trương Hà Hiểu nhìn hai người vấy giấy giấy, một cái thẳng ống bọc ở trên người, tò mò hỏi. Các ngươi có thể xé khăn giấy sao? Tiểu thất thất ngượng ngùng nói. Một người xé không ra, hai ta một người một bên mới xé mở, trần truồng quá không có cảm giác an toàn. Hà Hiểu nhìn trên người mình, lại nhìn Trương Nhã, hai người đều một thân nhăn nhúng sắp mài rách, chỉ là hiện tại vừa đói vừa khát, không có thời gian quản nó, vội vàng đi tìm đồ ăn, Hà Hiểu dẫn đầu đi tới phía trước ba lô khẩn cấp, bốn cái ba lô giống như bốn ngọn núi lớn đứng sừng sững ở trước mặt bốn người. Bên trong tất cả đều là đồ ăn đồ uống, những vật tư này đủ cho chúng ta sinh hoạt thật lâu, hiện tại khó khăn của chúng ta chính là làm sao mở ba lô ra. Khóa kéo túi sách của tôi tương đối thấp, trước tiên kéo xem, Trần Di nói, được, trước thử xem, Hà Hiểu nói xong đi ở phía trước đi tới phía trước ba lô màu đỏ của Trần Di, thế nhưng khóa kéo vẫn ở trên đỉnh đầu Hà Hiểu đạo, khóa kéo tay rất nặng còn muốn kéo lên trên ngẫm lại cũng làm không được không được không thể thông qua khóa kéo mở ra khí lực chúng ta đến không đủ hơn nữa còn phải kéo lên trên vốn không có chỗ dùng sức trương nhã nói xong nhìn hà hiểu nói phải tìm thứ gì đó rạch ba lô ra lấy đồ từ phía dưới bên kia trong rương còn có ăn ta ngày hôm qua còn đem không có chứa xuống nước bỏ vào bên trong trần di nói Trước tiên nghĩ kỹ cái rương có thể hay không leo lên, nếu như leo không lên, chúng ta vẫn là cầm không được ăn, trương nhã lý trí phân tích nói. Bây giờ chính là nghĩ xem có thứ gì bén nhọn hay không. Hà Hiểu nói. Mấy người bắt đầu nhớ lại, đều nghĩ không ra có cái gì bén nhọn đồ vật đặt ở các nàng hiện tại có thể lấy đến vị trí. 10. Con gián Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push hà hiểu không nghĩ tới nơi nào có công cụ bén nhọn đồ đạc của cô đều ở trên bàn hiện tại cô không có khí lực bò lên bàn nữa tiếu thất thất đột nhiên nói tôi biết nơi nào có ở dưới bàn tôi mấy người nhìn cô tiếu thất thất tiếp tục nói học kỳ trước tôi muốn tham gia hội họa mua chút dụng cụ có con dao gọt bút từ bên phải bàn rơi xuống khe hở giữa bàn và tủ quần áo ha ha tôi lười nhặt về sau liền quên mất hiện tại khẳng định còn ở phía dưới Hà Hiểu vừa cười vừa nói. Người lười có phúc lười, nói chỉ có bảy bảy chúng ta, quá tuyệt vời, đi, lấy nó ra, Trương Nhã cũng gật đầu nói. Bảy bảy là ngôi sao may mắn của chúng ta, lát nữa mời cậu đi ăn ngon. Tiếu thất thất vừa nghe có đồ ăn ngon, ánh mắt cười công công. Được, tôi muốn ăn lẩu. Trần Di cười ra tiếng. Hiện tại làm gì có lẩu cho cậu ăn, cẩn thận đem cậu ra nhúng lẩu. Trần Di trêu gẹo Tiếu Thất Thất, nói ra thì có chút hối hận, mọi người khó có được tinh thần vững vàng, cô không nên dội nước lạnh, còn nói thêm: "Cũng có thể ăn, chúng ta đi tìm xem, xem bạn học nào mang theo nguyên liệu lẩu, học kỳ trước tôi ngửi thấy ký túc xá có người dùng nguyên liệu lẩu nấu ăn." Tiếu Thất Thất tính cách cởi mở, hoàn toàn không đem Trần Di trêu gẹo yên tâm nhường lại. "Được, ta muốn dùng nguyên liệu lẩu nấu khoai tây ăn." Trương Nhã cười nói: không có tiền đồ ta muốn bụng lông cổ họng vàng còn muốn ăn ớt cây trương nhã nói xong trong miệng lại bắt đầu chia nước miếng thèm ăn hà hiểu vừa cười vừa nói đừng ý dâm nhanh lên một chút đem đao lấy ra lấp đầy bụng là quan trọng nhất ta muốn khác không được mấy người vội ngừng nói đùa tiết kiệm chút nước miếng xuyên qua ký túc xá giống như quảng trường đi tới giữa bàn học và tủ quần áo của tiếu thất thất hà hiểu nhìn khe hở rộng hai cm thử một chút muốn đứng đi vào, kết quả không được, sẽ kẹt đầu. Trần Di ghé vào ngăn kéo bên phải bàn học nhìn một chút nói. Phía dưới này hẳn là có thể đi vào, chỉ là bên trong thật tối a. À. Hà Hiểu cũng ghé vào, thấy phía dưới ngăn tủ đến mặt đất có khoảng cách từ 3 đến 4 cm, nằm rạp bò vào là có thể. Hà Hiểu nói. Ta không sợ tối, chính là đau kia không biết có thể hay không xây dịch động, cho nên chúng ta tốt nhất hai người cùng nhau đi vào. Ba người đều nói muốn đi, Hà Hiểu nhìn ra được các nạn đều có chút sợ hãi, vẫn kiên cường nói có thể đi, không có biện pháp, hiện tại thật sự là không cố gắng sẽ đói bụng. Hà Hiểu nói, vậy các cậu kéo đá bố trí, thắng thì theo tôi đi vào, khí lực của tôi lớn, ba người cười đoán vài cái, kết quả Trần Di thắng, Trần Di liền nằm sắp xuống chuẩn bị cùng Hà Hiểu bò vào, Hà Hiểu lại hỏi tiếu thất thất. Cậu còn nhớ vị trí đại khái rơi xuống không, chúng ta có một mục tiêu tiếu thất thất nói ở chính giữa các ngươi theo tủ quần áo hướng bên trong nằm sấp như vậy sẽ không bò sai phương hướng hà hiểu vừa nghĩ có đạo lý liền nằm sấp vòng qua chân tủ dựa vào bên phải bò vào trong vừa vặn khe hở còn có ánh sáng bắn xuống có thể thấy rõ đồ vật hà hiểu ở phía trước trần di đi theo phía sau cô hà hiểu bò một hồi liên tục hắt xì phía dưới này chưa quét dọn qua bụi thật lớn nói xong còn phi phi muốn nhổ bụi ra ngoài trần di đi theo phía sau cũng ăn một miệng bụi tiếu thất thất có chút ngượng ngùng hà hiểu chăm chọc xong tiếp tục bò bò vài phút nhìn trên mặt đất phía trước có một chỗ nhô lên bằng phẳng màu sắc cũng giống như trên mặt đất hà hiểu ghé vào sờ 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 xuống một tầng bụi lộ ra vỏ sắt màu lam tìm được hà hiểu cao hứng hô trần di nhanh chóng bò xuống bên cạnh vài cái nhìn đúng là thanh đao chỉ là thanh đao này so với thắt lưng của nàng đều rộng hơn lấy như thế nào a à? Hà Hiểu từ trên đao bò qua Muốn nhìn xem có thể dùng sức từ phía trước hay không Trần Di cũng bò theo phía trước Đúng lúc này Hà Hiểu giống như nghe được âm thanh ma sát gì đó Cô quay đầu nhìn Trần Di một chút Thấy cô cũng dừng lại không phát ra âm thanh Hà Hiểu quay đầu nhìn chậm chậm nơi phát ra âm thanh Bên trong cùng tủ tối đen như mực Bên trong có cái gì Nghĩ tới đây tim Hà Hiểu đập nhanh Phản ứng không chậm Hà Hiểu làm một thủ thế lui ra ngoài với Trần Di Hai người trao đổi xong bắt đầu lùi về phía sau, Hà Hiểu mới vừa thối lui đến trên đao, chợt nghe thấy bên trong truyền đến một trận đát đát đát, rất nhỏ thanh âm, tiếp theo nhìn thấy một cái bóng đen hướng về phía Hà Hiểu hai người bò tới, Hà Hiểu bình tĩnh hô hấp, nghĩ nên lập tức lui về phía sau đi, vẫn là bò về phía trước trốn đi, chỉ là khi bóng đen tiếp cận, Hà Hiểu rốt cục thấy rõ bóng đen bộ dáng lúc, trong đầu trống rỗng. À, con dáng, cùng Hà Hiểu thân thể không kém bao nhiêu con dáng, Hà Hiểu bị dọa giật mình một cái, đặt ở vỏ đao trên lòng bàn tay nóng lên, trong tay liền nhiều cái gì đó, Hà Hiểu không chút nghĩ ngợi đối với con dáng liền đem vật kia ném qua, cũng chưa kịp thấy rõ ràng là cái gì. Trần Di bị dáng dọa đến chân như nhũng ra, cảm giác mình không nhúc nhích được, nén nước mắt nhìn thấy Hà Hiểu ném cái gì đó, bóp một tiếng, đem dáng kinh hải đổi phương hướng. Hai người may mắn liếc mắt nhìn nhau, tìm thư uyển Trần Di vừa muốn nói chuyện, chợt nghe thấy bên ngoài ngăn tủ cũng truyền đến hai tiếng thét chói tai nói hà hiểu cùng trần di nhanh chóng đổi phương hướng bò ra ngoài cũng không lưu ý tới vỏ đao thiếu một khối hai người mặc xám mày cho bò ra liền thấy trương nhã và tiếu thất thất dựa lưng vào cửa tủ quần áo tay nắm tay nơm nớp lo sợ nhìn về phía bàn học đối diện một con dáng lớn bằng các nàng rốt cục làm cho mấy người ý thức được hiện trạng nghiêm trọng trước mắt của các nàng chúng tôi cần thức ăn và nước uống muốn lấy được thức ăn và nước uống chúng tôi cần dao, cho nên bây giờ dáng chạy ra, chúng tôi đều phải lấy dao ra trước. Hai người lại một người theo chúng tôi, để lại một người ở bên ngoài nhìn, dao tất cả đều là sắc quá nặng. Hà Hiểu bình tĩnh phân tích. Trương Nhã khẽ cắn môi để cho Tiếu thất thất nhìn ra bên ngoài, cô cùng đi vào, bò đến bên cạnh đao, ba người tránh lưỡi dao, bò đến một mặt trên lưng dao đẩy ra bên ngoài, Hà Hiểu khí lực tương đối lớn đẩy phần vỏ dao, Trần Di đẩy ở giữa, Trương Nhã lui lưng giao, một hai. Ba, một hai. Ba Hà Hiểu hô nhịp, ba người cùng nhau dùng sức, chậm rãi đem đao dịch ra ngoài. Dùng sức đẩy đao ra đáy tủ, ba người từ bên trong bò ra, chật vật không chịu được, Hà Hiểu mặt đầy bụi bặm, vấy giấy toàn bộ rách nát, mắt thấy sẽ muốn quần áo rách rưới. Nàng Linh cơ khẽ động từ trên váy quá đầu gối của tiếu thất thất cùng Trần Di xé xuống hai mảnh, làm cho các nàng biến thành váy ngắn, đem quần áo cũ sửa sang lại dùng một chút, giấy xé xuống buộc lại, cuối cùng đem chính mình làm kín mít, hiện tại không chú ý, trước đem bụng ăn no quan trọng hơn. Mấy người vây quanh đau, nhất thời không biết đau lớn như vậy nên dùng như thế nào, tiếu thất thất sầu mi khổ kiểm nói. Đều tại ta, mua một đao vỏ nhựa thật tốt, ít nhất có thể nhẹ một nửa. Trần Di cùng Trương Nhã cũng rầu rĩ, đao lấy ra không có cách nào dùng, vất vả như vậy năng lượng cuối cùng đều tiêu hao hết ba người không nghĩ ra biện pháp tốt dựa lưng vào tủ quần áo ngồi ngẩn người